Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm qua và sáng sớm nay, do sự hội tụ gió trên cao nên khu vực Tây Bắc, vùng núi phía Bắc và cả khu vực Đông Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, trời có mưa. Tuy nhiên, mưa có lượng khá vẫn chủ yếu tập trung ở các tỉnh vùng núi. Trong sáng nay, trời vẫn duy trì nhiều mây với mức nhiệt dao động trong khoảng từ 25 đến 29 độ. Ban ngày trời tạnh ráo hơn, đôi lúc xuất hiện những khoảng nắng nên nhiệt độ không cao, chủ yếu dao động trong ngưỡng từ 30 đến 33 độ. Sang ngày mai, thời tiết có sự phân hóa rõ rệt giữa các tỉnh vùng núi, trung du và đồng bằng. Mưa rào và dông vẫn xuất hiện tại các tỉnh vùng núi như là ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng. Còn tại khu vực trung du và đồng bằng, trời tạnh ráo nên nhiệt trong ngày mai có xu hướng tăng nhẹ, cảm giác oi nóng sẽ rõ rệt hơn vào trưa chiều với mức nhiệt đạt mức từ 32 đến 35 độ, có nơi cao hơn 35 độ. Dự báo trong 2 ngày mùng 4, ngày mùng 5, mưa có khả năng tăng hơn về lượng tại các tỉnh vùng núi và ở khu Đông Bắc như là ở Quảng Ninh hay là Hải Phòng. Nhiệt độ vì vậy sẽ giảm nhẹ chỉ còn khoảng 31 đến 34 độ. Trong khi đó, Trung Bộ sẽ là khu vực có nền nhiệt cao nhất trên phạm vi cả nước trong 3 ngày tới. Các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho tới tận Quảng Nam, Quảng Ngãi do chịu ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nóng phía Tây phát triển kết hợp với địa hình dãy Trường Sơn nên sẽ xuất hiện nắng nóng diện rộng. Tuy nhiên, cường độ không quá gay gắt, mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến trong khoảng 34 đến 37 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh còn lại từ Bình Định cho đến Phú Yên, ban ngày trời có nắng, nền nhiệt cao nhất chỉ phổ biến trong khoảng 32 đến 34 độ. Dự báo khoảng ngày mùng 5, mưa dông sẽ tăng hơn vào lúc chiều tối. Bà con cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể kèm theo như là tố lốc hay là gió giật mạnh. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong hôm nay và ngày mai, thời tiết vẫn khá thuận lợi cho các hoạt động thường nhật. Ban ngày nắng vẫn xuất hiện gián đoạn với mức nhiệt cao nhất từ 29 đến 32 độ tại Tây Nguyên và từ 32 đến 34 độ đối với các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Dự báo trong ngày mùng 4 và ngày mùng 5, mưa rào và dông có xu hướng tăng hơn trên khu vực. Cường độ mạnh nhất tập trung vào chiều tối, đặc biệt là ở khu vực các tỉnh ven biển như là ở Cà Mau hay là Kiên Giang, gió Tây Nam có thể hoạt động lên mức cấp 4, cấp 5. Ngư dân cần hết sức đề phòng hiện tượng gió giật. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5, mây thay đổi, ngày nắng. Phía Đông Nam có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng 31 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày mai trời phổ biến mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 33 đến 36 độ. Về chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Đến ngày mùng 4 và ngày mùng 5 có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung chủ yếu ở khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc. Nhiệt độ giảm dần, cao nhất ngày mùng 5 chỉ từ 31 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong 3 ngày tới phổ biến mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ngày đạt ngưỡng 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ ngày mùng 3 tháng 7 đến ngày mùng 5 tháng 7, mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất dao động trên toàn khu vực từ 32 đến 36 độ. Đến chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam ngày mùng 5 chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đến với Tây Nguyên, trong 3 ngày tới, phổ biến mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến từ 30 đến 33 độ, sau đó giảm nhẹ khoảng 1 độ trong 2 ngày sau. Khu vực Nam Bộ, ngày mai mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Ngày mùng 4, ngày mùng 5, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cần đề phòng tố lốc, gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất trong những ngày tới dao động trong khoảng 31 đến 34 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, ngày mai trời phổ biến mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ phổ biến từ 33 đến 35 độ, về chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Sang 2 ngày tiếp theo trời nhiều mây hơn, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ, cao nhất ngày mùng 5 phổ biến còn từ 31 đến 34 độ. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Nam đến Tây Nam hoạt động ở khoảng cấp 3, cấp 4. Mưa ít xảy ra, ngày nắng nhưng tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Trong khi đó, thì khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa, ngày hôm nay và ngày mai thịnh hành gió Tây Nam cấp 4. Mưa xảy ra vài nơi và còn thuận lợi cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền cho ngày mùng 3. Sau đó, từ ngày mùng 4, ngày mùng 5 tháng 7 thì mưa dông có xu hướng tăng hơn trên khu vực.
Bản tin thời tiết 12 giờ trưa nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.